Tối qua ngày 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023, giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Trong số 122 tác phẩm được vinh danh lần này, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa có hai tác phẩm đạt giải C. Tham gia giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa có hai tác phẩm đoạt giải C, gồm tác phẩm lên bờ của nhóm tác giả hữu đại Thanh Tùng và tác phẩm Thanh Hóa công phá bức tường, sợ sai, sợ trách nhiệm của nhóm tác giả Thanh Phương Thúy Hằng. Giải báo chí quốc gia hàng năm là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Bước sang năm thứ 18, đồng thời là năm thứ 99 của báo chí cách mạng Việt Nam, uy tín của giải báo chí quốc gia tiếp tục được khẳng định vững chắc. Theo nhận định của Hội đồng Trung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023, điểm nổi bật năm nay là các sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu hấp dẫn. Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và các hình thức báo chí sáng tạo nhằm tăng sức hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận của công chúng. Ngoài các cơ quan báo chí ở Trung ương, một số báo đài địa phương cũng có thay đổi trong cách chọn chủ đề, đề tài và triển khai theo phương thức mới mẻ hiện đại, được đánh giá cao cả về chất lượng và hình thức thể hiện.